Anh Dương xin chào quý vị và các bạn, chia sẻ những video của nhà vườn Minh Dưỡng, và cũng rất là nhiều người cũng chia sẻ là những video trực tiếp về cắt tỉa bông răm cũng như tạo tác cây cảnh. Hôm nay Minh Dưỡng cũng sửa lại một cây giáng long, và cũng nhân cái tiện đây Minh Dưỡng sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn biết được cách tạo tác bông răm của một cây gần hoàn thiện, và giới thiệu với các bạn đây là một nghệ nhân và cũng là một người em trong gia đình, nghệ nhân Đình Quyền và em Lợi, nghệ nhân Đình Quyền, để làm tạo tác cái cây long này. Trước tiên ta sẽ xem một cái tổng thể của cây giáng long. Vâng, trong nghệ thuật cây cảnh, giáng long là một những cái giáng có rất lâu đời, giáng rất truyền thống của nhiều các tỉnh. Trên cơ sở đó thì thị trường có rất nhiều giáng long, và sau đó là một số những người từ những cái giáng long chuyển thành long hóa, điều chỉnh đi một số để cho long hóa nó cách tân lên một chút, tạo ra cái điểm nhấn, điểm mạnh. Nhưng mà phần chủng một dáng long rất có lâu đời và truyền thống. Ok, cây long này là một những cây như vậy. Cây long này được ký đá và trên một cái bãi đá vui mắt trên cơ sở bộ bệ đã được ký đá như vậy. Đây là những cái bệ rễ mới mọc và đã ôm vào đá. Đây là cái thân cây, và từ thân cây ra chia các tay cành chi dăm phù hợp với cả những cái khẩu độ của thân cây. Các bạn xem cây cũng rất là hài hòa, và tổng bóng cũng rất là cảm thấy nhìn cũng vừa mắt. Vâng, có lẽ giới thiệu thêm về bóng tán cây long này. Cây long này làm theo cái lối tản vân, không phải là bóng đĩa. Chính vì vậy Minh Dưỡng sẽ quay chi tiết và cùng với cả nghệ nhân Quyền tạo tác cái
tản vân của cái tổng bóng của cây long này. Đây ạ, tản vân ta nhìn thấy, mình hiểu lúc ra là vân, tản vân là vân mây. Người ta sắp bóng theo kiểu không mang tính của bóng đĩa mà chập trùng theo cái vân mây rất tự nhiên, sắp xếp vào khuôn khổ tổng bóng của cây. Vâng, để chia sẻ một chút kinh nghiệm cũng như về phương pháp tạo tác tại cây long này, mà nhất là tản vân, xin phép là em Quyền, nghệ nhân Quyền chia sẻ một chút là cách thức làm tản vân có gì khác so với tản đĩa. Em chia sẻ cho quý vị các bạn tham khảo. Nhiều khi cứ ngại, không có ngại ngùng gì. Đây là chia sẻ, cộng đồng chia sẻ. Anh em hết sức vô tư. Có sao ta nói vậy, có thể nói không đúng thì quý vị cũng lượng thứ, bởi vì trình độ của nghệ thuật cái cảnh thì không có giới hạn. Thế nên là mỗi người, mỗi quan điểm, mỗi cách thức, miễn sao làm, mình vừa làm vừa học, có thể là ngày một tốt đây lên và học hỏi được nhiều điều trong nghệ thuật cái cảnh. Chính vì vậy là mình cũng muốn chia sẻ những phương pháp, những cây, những tác phẩm đẹp. Ok, Quyền giới thiệu cho mọi người về cách độ, cách thức làm tản vân khác hơn nhiều với cái tản đĩa như thế nào. Em là một người rất làm thành thục cái tản vân này, chia sẻ cho mọi người biết. Ok, tản vân nó khó hay là nó dễ hơn tản đĩa đây? Thì em cứ nghĩ thế nào em nói thế. Nhiều khi các quý vị các bạn ạ, làm thì được nhưng mà nói thì lại không được. Thế với người ta sinh ra nói và làm hai việc khác nhau. Có những ví dụ như tôi, có thể tôi nói được nếu tôi biết, thế nhưng mà làm thì chưa chắc tôi đã làm được hết, có thể chỉ làm được một phần nào đó. Ok, cứ mạnh dạn chia sẻ cùng quý vị các bạn cái. Tản vân làm khác tản đĩa như nào và cách làm tản vân như thế nào? Nói đi. Có lẽ xin quý vị các bạn, nghệ nhân Quyền này có thể làm được nhưng nói thì em rất là ngượng mà không biết nói thế nào. Thì em có nói là thôi thì để em chia sẻ mấy anh cách, và để anh nói nên những cái cách làm tản vân, tản đĩa và cách thức như thế nào. Thôi có lẽ là tôi cũng sẽ truyền đạt lại với quý vị các bạn để biết những cái cách thức, một số có thể là không biết nhiều nhưng mà cũng có chia sẻ cho các bạn biết. Ok, vâng, có lẽ chia sẻ cho quý vị các bạn được biết là theo như nghệ nhân Đình Quyền về phương pháp tạo tác tản vân. Nói đây mọi người hết sức thông cảm và chia sẻ, nếu có sai hoặc có những cái gì chưa đúng, mọi người cũng cho đây là cái niềm vui và chia sẻ đến cộng đồng. Đúng thì những gì thì mọi người xem và rút kinh nghiệm lấy cái đó là những cái chia sẻ, còn sai thì mọi người cũng bỏ qua cho. Trên tinh thần mình cũng muốn chi tiết về tạo tác cái cảnh nghệ thuật thì mình muốn hướng dẫn chi tiết về cái cách làm theo quan điểm của nghệ nhân Quyền. Và mình một phần là mình cũng nghĩ là tản vân, mình đa phần làm hai loại bông tán. Một là bông tán đĩa là thường thấy, hai là bông tán tản vân là mình cũng thường thấy. Thế nhưng mà bông tán tản vân thì quả thực là làm cũng rất khó hơn bông tán đĩa, bởi vì
tạo tác được một bông tán tản vân. Đầu tiên ta phải nhìn bố cục, và có lẽ là từ cái bố cục cái mình phải lấy những cái không gian của tự nhiên đưa vào cái hồn cây, cũng như đưa vào cái chiều sâu của cây, căn cứ vào cái tổng bóng. Đương nhiên đều có sự điều trùng trùng điệp điệp, mà tản vân hoặc là tản địa cũng thế, nhưng tản vân khác hơn là một cái tản vân nó trùng trùng điệp điệp, nó không nhất quán ở một cái điểm không gian nào. Nó như mình hiểu ý nghĩa, nó như tạo như là một cái tản vân mây xếp trong một cái bóng, và nó tạo cho cái bóng ý có một cái nhìn tổng thể không gian tự nhiên đưa vào của một cái cây bonsai, một cây nghệ thuật trồng trên chậu. Còn nói đến bông tán đĩa thì người ta có một chút nào đó gò ép không gian, bởi vì ta nhìn thấy cũng có cái chiều sâu và cũng có những cái trùng trùng điệp điệp và những điểm nhấn nhá, nhưng tán đĩa thì người ta nhìn thấy là mỗi một cái bông cái tán nó đều thể hiện một nét nào đó tròn, và nó như là một cái đĩa, tượng trưng như một cái đĩa. Chính vì vậy để làm tản vân theo quan điểm của nghệ nhân Quyền thì nó khó hơn tản đĩa, và những người làm tản vân cũng cực kỳ là chi tiết và phải tạo tác làm sao nó rất tự nhiên trong cái đường vân mây, trong cái tay cành chi râm của cây. Chính vì điều đó là làm tản vân nhiều những cái chi râm, nhất là chi nhỏ từ cái tay cành ra, được uốn lượn đan xen xen kẽ với nhau. Đây quý vị biết là một cái cây tản vân nó rất rất nhiều những đường tay và đường chi phóng ra để tạo tác những cái đường vân như là một cái vân mây hòa quyện vào một cái tổng thể không gian và cái tổng thể bóng của cây. Theo nghệ nhân Quyền nói là như vậy. Đương nhiên là một cái nghệ thuật nào cũng thế, ta làm đưa được những cái hồn cốt của thiên nhiên và tạo tác giống nhất có thể của những cái tự nhiên của thiên nhiên vào một tác phẩm, là những cái tác phẩm ý cảm nhận được hồn cốt và nét đẹp tự nhiên. Ta phải tôn trọng nét đẹp tự nhiên. Chính vì vậy nó sinh ra, Minh Dưỡng mới biết là có hai trường phái, một là trường phái tản vân trong nghệ thuật cây cảnh, hai là trường phái cắt bung găm tản đĩa. Đây, ở góc độ là theo những quy luật tự nhiên, trên cơ sở tạo tác những cái chi răm, nhất là răm, những cái răm tạo tác thành những cái tản vân làm cho không gian, biến tấu những cái tổng thể không gian hài hòa và khớp lối với cái tổng thể của bóng, nó đẹp hơn. Đây Minh Dưỡng chia sẻ cho quý vị các bạn là về cơ bản thì Minh Dưỡng nghĩ và hiểu được là như vậy. Hy vọng là các bạn xem và để ý, nếu đúng thì các bạn ủng hộ Minh Dưỡng, còn sai thì cũng mong các quý vị thông cảm nhé. Thank you.
có lẽ nói thêm chút vì sao mà cây trước khi làm phải được vặt lá. Thứ nhất là vặt lá khô được những cái địa điểm mạnh điểm yếu và khô được dắp để dễ cho những người nghệ nhân nhìn ngắm và uốn nắn những cái chi dăm và những cái gì cần để cần cắt. Chính vì vậy mà mỗi khi làm thì thường là phải cuốt lá và để cắt dăm. Vâng, vâng các bạn kết nối sau khi mà Minh Dưỡng anh em nghệ nhân điều chỉnh được cái bóng tần vân thì ta nhìn thấy tổng thể của cây bóng tần vân là như vậy và cây cũng đang trong thời gian hoàn thiện độ mịn. Ok các bạn xem chiêm ngưỡng một tác phẩm sau khi đã cắt tỉa dăm mà Minh Dưỡng đã giới thiệu và cùng các bạn chiêm ngưỡng nhé. Anh Nam ơi, nhân tiện hôm nay là làm một cái video một cái cây rất là đặc thù trong cái cách làm dăm. Mình thường làm hai loại hình dăm, một hình dăm đĩa và một hình dăm tản vân. Và đây là một cái cây mà mang phong cách dăm tản vân đó. Thì nhân cái cơ hội mà nghệ nhân Lam ở đây, Nam cho cái suy nghĩ và cái phương pháp làm cái bóng tản vân cũng như là bóng đĩa khác nhau ở điểm gì. Thứ hai nữa là cái cây này vân tản vân như thế này có ổn chưa? Ok, chia sẻ cho quý vị cái cách làm dăm tản vân và cái dăm đĩa thì nó khác nhau hoàn toàn. Rồi, với lý do là cái cách bóc tách và cái cách chia, cách phân tầng mà mình kết hợp cái mảng khối nhỏ tạo ra cái tổng thể lớn trong cái cách làm dăm tản vân này là rất là tốt. Rồi đấy, mà khi làm như này, làm được việc này nó rất là khó, đòi hỏi người thực hiện những cái kỹ thuật này người ta phải có những cái kinh nghiệm rất là sâu thì người ta mới làm được ra những cái mảng khối dăm như thế này. Bởi vì thực tế người ta phải có một cái tầm nhìn, có một cái thiết kế tốt trong không gian. Rồi, và về cái bố cục nữa thì người ta mới làm được ra, tạo ra từ những cái mảng khối nhỏ mà ra một cái tổng thể lớn, làm thế nào để cho nó bắt nhập, đấy mới là cái khó. Rồi, cái khó nhất trong tạo hình đó là làm dăm tản vân. Rồi, và mình biết kết hợp như thế nào cho nó phù hợp với cái tổng thể. Rồi, bởi vì trong cái này nó phải làm thế nào gắn kết và tiết chế tốt nhất có thể cho một cái tổng thể lớn, bởi vì những cái mảng khối nhỏ tạo ra cái tổng thể lớn. Đấy là một trong những cách làm rất là khó. Và anh nghĩ thế nào về cây này, về cơ bản là ổn chưa? Về cơ bản thì cái cây này về cái cách thiết kế và cách làm như này là rất là tốt. Rồi, rất tốt đấy. Vâng, bởi vì đây cũng là một trong những cái người trước đây, những cái người mà tạo ra những cái tác phẩm này là một trong những người người ta có một cái kiến thức rất là tốt trong tạo hình thì người ta mới làm được ra những cái sản phẩm như này. Vâng, vì rất tỉ mỉ. Vâng, cảm ơn anh. Anh có thể lẽ chia sẻ cho quý vị các bạn thêm một phương pháp nữa là khác nhau gì giữa tản vân và tản đĩa, bóng đĩa? Làm tản vân thì nó làm cái hình. Vâng, tản vân thì là như vậy rồi, còn tản đĩa thì nó chỉ là mang cái mảng khối lớn, cái mảng khối lớn thì nó mang một cái tổng thể kiểu khác. Rồi, một cái hình thái kiểu khác, nó không thể như làm tản vân được. Làm tản vân nó rất là khó. Rồi, khó lắm, thì nó không như làm tản đĩa thì mình nói các bạn thông cảm, có thể là gần hầu như là ai cũng có thể làm được rồi. Okay, tản vân này khó hơn phải không? Tản vân khó hơn rất nhiều luôn.
Theo Minh Dưỡng biết thì tán đĩa là một cái tổ chức cũng rất là hài hòa và rất là nhiều người bệnh nhân đang sử dụng phương pháp ý. Nhưng tán đĩa có thể là làm có thể dễ hơn vì bố cục của nó. Mình hiểu là nó như cái đĩa. Rất dễ. Khi bố cục mà ép dăm vào thành những cái đĩa và không gian cũng tiếp nối không gian trùng trùng điệp điệp, nhưng nhìn ta tạo không giống vân mây. Một là hình cái đĩa đừng bông răm, hai là hình vân mây. Mình hiểu nôm na như vậy đó. Đúng rồi. Và không gian tản vân thì có lẽ khó hơn, chia khó hơn về tán đĩa đó. Ok, xin cảm ơn nghệ nhân Lê Nam. Vâng, mình cũng xin giới thiệu cho quý vị và các bạn những chia sẻ về cách làm tản vân và cách làm dăm của cây cảnh nghệ thuật với quý vị như vậy. Hy vọng quý vị ủng hộ những gì anh em mình chia sẻ. Quý vị nhất là nhớ ủng hộ Minh Dưỡng trên những cái bức phim quay còn rất là chập chững. Hy vọng mọi người ủng hộ Minh Dưỡng và nhớ đăng ký kênh Bonsai Minh Dưỡng trên YouTube để Minh Dưỡng được chia sẻ nhiều những tác phẩm trong làng cây. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.